để được tôn vinh cho những bước chân đầu tiên lên mặt trăng, Neil Armstrong phải cảm ơn hàng ngàn người dưới mặt đất. Để đạt danh hiệu ông vua bóng đá, Pelé phải cảm ơn những đồng đội là sát cánh kề vai. Phía sau mỗi kỳ quan bao giờ cũng là những đóng góp không tên. Phía sau mỗi thành công luôn là những nỗ lực vượt bậc. Và phía sau mỗi tổ chức là HR, những người làm nhân sự. Họ vun đắp những giấc mơ, gắn kết những nhân tài riêng lẻ thành những doanh nghiệp hùng mạnh, luôn kề vai sát cánh như những người anh em và chắp cánh cho những khát vọng bay cao. Họ xứng đáng được vinh danh cho những cống hiến thầm lặng nhưng vẫn chưa được tôn vinh, cho những chiến lược nhân sự vẫn cần được ghi nhận. Việt Nam HR Awards, nơi công nhận vai trò và vị thế của ngành nhân sự tại Việt Nam, nơi tôn vinh những chiến lược nhân sự xuất sắc. Việt Nam HR Awards, cuộc thi được tổ chức bởi Báo Lao động và Xã hội cùng Talentnet, dưới sự bảo trợ của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Sử dụng phương pháp chuyên môn của SSRI, tổ chức nhân sự lớn nhất Singapore. Việt Nam HR Awards, sân chơi nhân sự, quy mô, chuyên nghiệp và toàn diện. Việt Nam HR Awards, vinh danh các doanh nghiệp có chính sách nhân sự xuất sắc tại Việt Nam.